Bộ camera giám sát hành trình theo Nghị định 10 là bộ thiết bị do Viettel cung cấp, đáp ứng Nghị định 10 năm 2020 và yêu cầu hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin Truyền thông, giúp theo dõi hình ảnh, video và giám sát hành trình các phương tiện vận tải. Dựa trên ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh GPS, kết hợp với hệ thống mạng viễn thông và camera truyền tải hình ảnh. Bộ giải pháp của Viettel bao gồm thiết bị, platform và dịch vụ, phù hợp với các dòng xe theo quy định của Nghị định 10. Bộ thiết bị của Viettel hoạt động như sau. Dữ liệu hành trình và hình ảnh từ các camera được truyền về server của dịch vụ qua mạng di động 4G. Đa dạng các loại camera cho nhiều mục đích, các loại cảm biến nhiên liệu, nhiệt độ, bộ đàm thoại 2 chiều. Người dùng có thể sử dụng website hoặc ứng dụng trên điện thoại để xem được vị trí xe, xem trực tiếp và xem lại video. Với tốc độ truyền dữ liệu cao và vùng phủ sóng rộng khắp, bộ thiết bị cho phép giám sát hoạt động của tài xế, hành khách và hành trình mọi lúc mọi nơi. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, các thuê bao Viettel cũng có thể xem trực tiếp video hoàn toàn miễn phí data. Bộ thiết bị gồm có bộ đầu ghi thiết kế công nghiệp với vỏ hộp kim loại chắc chắn, hoạt động bền bỉ và chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ đến 70 độ C, độ ẩm 90%, chống rung sốc. Mắt camera đáp ứng đúng quy định của Nghị định 10. Có thể ghi video có tiếng, độ phân giải đến 720p. Tích hợp hồng ngoại nhìn đêm. Ngoài ra còn có các camera chuyên dụng làm camera hành trình, chống nước, góc nhìn rộng đến siêu rộng. Phụ kiện đáp ứng đầy đủ QCVN31/2014 của Bộ Giao thông Vận tải. Có thể kết nối đầu đọc thẻ lái xe, cảm biến dầu. Ngoài ra còn có thể kết nối đa dạng các loại cảm biến, đóng mở cửa, tắt bật điều hòa, nút bấm khẩn cấp, còi và đèn cảnh báo. Thiết bị được lắp đặt ở vị trí dễ dàng quan sát các đèn chỉ báo của bộ thiết bị. Có thể lắp ở khay để đồ, táp lô xe. Khi hoạt động, thiết bị sẽ bắt đầu ghi hình và truyền hình ảnh về server. Cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp có thể truy cập website vtracking.viettel.vn, đăng nhập theo tài khoản được cấp, hiển thị danh sách xe, bấm vào icon xem để xem live hoặc xem lại, lấy báo cáo, hoặc có thể sử dụng app trên điện thoại. Viettel là đơn vị duy nhất cung cấp giải pháp đồng bộ từ thiết bị, nền tảng platform và kết nối viễn thông với mạng lưới 4G bởi nhà mạng lớn nhất Việt Nam. Gói cước dịch vụ rẻ nhất thị trường, không giới hạn dung lượng, xem hình ảnh và video trực tuyến 24/7 từ app website vTracking. Đặc biệt, khách hàng sẽ không bị tính thêm giá cước khi lắp thêm mắt camera. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký gói cước data lên tới 1GB một ngày để phát Wi-Fi trên xe, cho phép hành khách truy cập Internet trong suốt hành trình. Với đội ngũ kênh bán trải rộng khắp 63 tỉnh, thành phố, Viettel đảm bảo hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, 24/7. Viettel luôn đồng hành cùng tài xế và doanh nghiệp vận tải.